phần ngờ trên kia cao quá, mãi mãi không độ tới nàng. Phản vật tương tư vì ai, tiếng mõ vang lên phũ phàng. Chùa này không thấy bóc vàng, bồ đề chẳng muốn nở hoa. Dòng kinh còn lưu vàng chứ, vì ngàn phủ lên mấy thu. Hồng trần hôm nay xa quá, ai đó không thể giải bày. Hỏi người xa đi vì đâu, chắc chắn không thể quay đầu. Mong này tan theo bóng phận, trả lại người áo gà xa. Vì sao độ ta không độ nàng? ชื่อทุ่งช้าผู้ทวนเธอสื่อเจียนกว่าเสียวเชิงไว้เท่าละมาสูงจริงเชิงเดียร์ชายาเจอชื่อเสียใจอู้ทาผู้ที่ผู้ทูทาที่ทวนจริงสู้นานเลี้ยวเจอบ้านเงินเดอร์เมียงควาปีนี้ใครเจอก็ช้าไอ้กันเจ้าอู้ชูสาใครดังไว้เท่าละมาหัดนี้ไว้เสียวเชียนจ้า怎能做脚下下快还你一个家，为何独我不独他？碧月花在何位，天能拆看佛顶，người ta luôn hợp tan, có lẽ là duyên phận. Sao ta không thấy nàng, ta chẳng thấy đâu. Người nơi đâu?Tay ta gõ mõ, pha nát thương thương biến hòa. Vài độ xuân thu vừa qua, có lẽ ta không thấy nàng. Hỏi phần tu trong kiếp này, ngày ngày gõ mõ tụng kinh. Vì sao độ ta không độ nàng?ngày ngày gõ mõ từng tin, vì sao độ ta không được.
hoa rơi lũy khiến nước chảy càng vô tình, một mùa hoa niên hoa tan tiếng máu xưa rơi loạn, bồ đề không nghe tiếng nàng, hồng trần đã mây độ hoa mắt còn vương màu máu, hồng nhan chẳng còn thấy đâu, lại một tay ta gõ mõ phá nát cương thường biến hoa, vài độ xuân thu vừa qua có lẽ không còn thấy nàng, hỏi Phật trong kiếp này ngày ngày gõ mõ tụng kinh, vì sao độ ta không độ nàng, hỏi Phật trong kiếp này ngày ngày gõ mõ tụng kinh, vì sao độ ta không đủ.